bóp nghẹt Celtics trong phòng ngự, Golden State Warriors thắng đậm Game 2 NBA Final. Stephen Curry vẫn bùng nổ trên hàng công để tạo lợi thế, nhưng chìa khóa dẫn đến chiến thắng ngày hôm nay của Golden State Warriors là hàng thủ vô cùng lì lợm. Một lần nữa, Golden State Warriors đã bùng nổ ở hiệp 3 trước Boston Celtics tại NBA Final 2022. Nếu như Game 1, họ đánh rơi lợi thế và để thua 12 điểm. Dù đã dẫn trước 15 điểm, thì Game 2 diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn trái ngược. Dẫn đầu bởi đôi tay nóng của Stephen Curry và sự bùng nổ đúng thời điểm của Jordan Poole, Warriors đã bảo toàn lợi thế để có chiến thắng blowout trước Boston. Đã có lúc, Golden State Warriors dẫn trước đối thủ đến 29 điểm trước khi khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 107-88. 3 trong 4 hiệp đấu tại Game 2 cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Riêng hiệp 1 và hiệp 2, Warriors chỉ nhỉnh hơn Celtics đúng 2 điểm. Nhưng hiệp 3 là câu chuyện hoàn toàn khác với 35 điểm được ghi bởi Golden State Warriors, còn với Boston chỉ là 14 điểm. 12 phút bùng nổ của đội chủ nhà khép lại bằng quả ném 3 điểm từ giữa sân của Jordan Poole. Bóng đi vào rổ đúng thời điểm tiếng còi hết hiệp vang lên và khiến cho cổ động viên Warriors như vỡ òa. Trước khi bước vào hiệp 3, Poole chỉ có 1 trên 5 quả 3 điểm thành công và Golden State Warriors sở hữu lợi thế 2 điểm đầy mong manh. Nhưng cuối trận, tài năng sinh năm 1999 có 17 điểm cùng 5 quả 3 điểm thành công. Cũng có 5 quả 3 điểm cả trận là Stephen Curry, người tiếp tục có trận đấu chơi xuất sắc. Bếp trưởng của Warriors ghi 29 điểm cùng 4 kiến tạo và 3 steal. Draymond Green có 9 điểm, 7 assist cùng 5 rebound, trong khi Kevon Looney ghi 12 điểm, 6 trên 6 field goal, có thêm 7 rebound và 3 steal. Nhắc đến chỉ số cướp bóng nói riêng và phòng ngự nói chung, Golden State Warriors có tổng cộng 15 steal và ép Boston Celtics dính tới 18 lần mất bóng. Đây là nỗ lực phòng thủ vượt trội mà thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr đã thể hiện, chìa khóa chính giúp họ giành chiến thắng tại Game 2. Bên kia chiến tuyến, Jason Tatum trở lại mạnh mẽ sau Game 1 với trận đấu ghi 28 điểm, 6 trên 9 quả 3 điểm thành công, trong đó 21 điểm được ghi ở nửa đầu trận đấu. Jaylen Brown ở ngay phía sau với 17 điểm cùng 3 assist và Derrick White góp 12 điểm. Ngoài ba cái tên này, Celtics không còn bất kỳ ai đóng góp tích cực vào trận đấu. Có 3 cầu thủ ra sân ở đội hình xuất phát, chỉ có mỗi người 2 điểm là Al Horford, Marcus Smart và Robert Williams. Con số 18 turnover cho thấy Boston gặp rất nhiều vấn đề trong khâu triển khai tấn công trước hàng thủ được điều chỉnh của Warriors. Tuy nhiên, có một thống kê đáng ngại hơn là Tatum và các đồng đội chỉ đạt 34,9% field goal. Tỷ lệ ghi 2 điểm của đội khách ở trận đấu này là 34,9%, còn thấp hơn so với ném 3 điểm, 15 trên 37 quả 3 điểm thành công, đạt tỷ lệ 40,5%. Sau hai lượt trận diễn ra trên sân của Golden State Warriors, tỷ số series NBA Final 2022 hiện đang là 1-1. Sự cân bằng cho thấy tính hấp dẫn của loạt trận chung kết năm nay, hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn hơn nữa. Boston Celtics sẽ là đội có lợi thế sân nhà trong hai game tiếp theo, khởi đầu với game 3 diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ năm mùng 9 tháng 6 tới đây.